Hello, lại là Phu đây. Chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì đây là channel của mình vừa mới lập ra. Và mục đích mình lập ra kênh này là dành để review cái sản phẩm. Và trước mắt mình sẽ review cái sản phẩm về Transformer mà mình hiện đang có được. Và cũng có thể là mình sẽ mượn từ các shop khác hoặc là của ai đấy cho mình mượn thì mình sẽ có thể review. Và trong tương lai mình cũng có thể sẽ review cái sản phẩm khác ngoài Transformer mà các bạn yêu cầu mình, hoặc là mình có thể mượn được của ai đó. Thì đây là clip đầu tiên của mình, thì nó có thể sẽ có những thiếu sót hoặc là những vấn đề nào đó. Thì nếu các bạn cảm thấy thích điều gì hoặc không thích điều gì thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới, và đừng quên nhấn một like và một subscribe giúp mình để mình có thêm động lực để có thể làm tiếp nhiều clip khác hơn nữa. Và để không dòng do nữa thì mình sẽ vào nhân vật chính của ngày hôm nay. Ta-da! Thì trước mắt các bạn đó chính là em Bumblebee của hãng Yushin, có mã là MMB03, được KO từ em Master B của Hasbro, có mã là MBM03. Hai con này có mã khác nhau là chỉ có chữ MB và BM. Mình cũng không hiểu là tại sao là cái nhà phát hành người ta lại đặt cái tên mã như vậy. Mình thì riêng bản thân mình lại không thích cái kiểu vậy, thà đặt một cái tên khác hoặc là một cái mã khác luôn đi, chứ kiểu mà MMB03 rồi MBM03 thì nghe nó sao sao ấy. Riêng bản thân mình thì là như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết hơn nha. Vì đây là clip đầu tiên mình nói về Transformer, và mình clip đầu tiên mình cũng review, thì mình cũng sẽ nói sơ qua cho các bạn không biết Transformer là gì. Thì nếu ai biết rồi thì có thể bấm qua giùm mình, còn nếu ai chưa biết thì có thể ở lại chung với mình, ngồi nghe mình chém gió. Thì Transformer thì nó có rất là nhiều vũ trụ, rất là nhiều thứ ở trong đó. Thì riêng ở đây mình sẽ chỉ nói về Transformer trong series phim chiếu trên màn ảnh rộng và của đạo diễn là Michael Bay, mà mọi người hay kêu là anh Bảy. Đấy. Thì trong phim nó rất là dài và rất là nhiều phần, mình không thể nào mà mình ngồi mình kể hết cho các bạn nghe được. Thì mình có thể tóm gọn lại như thế này. Thì trong phim Transformer ấy, là chia làm hai phe, một bên là phe hiền, một bên phe ác. Thì em Bumblebee của chúng ta là ở bên phe hiền. Yeah. Thì mình sẽ giới thiệu tổng quan bên ngoài trước về em Bumblebee cho mọi người thấy. Thì nếu mà nhìn bên tổng quan bên ngoài thì thật sự là mình thấy em Bumblebee này cực kỳ đẹp luôn. Mình lặp lại là cực kỳ đẹp luôn. Riêng bản thân mình thì mình thấy như vậy. Từ màu sắc cho tới các chi tiết này kia đều rất là đẹp. Thì đương nhiên là nó phải đẹp rồi, tại nó được KO lại từ Hasbro mà, thì nó phải đẹp thôi. Đó là lẽ đương nhiên mà, hàng copy thì nó phải như vậy thôi. Thì cầm trên tay thì mình thấy nó cực kỳ đầm, đầm tay, rất là nặng. Mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà rất là nặng, cầm rất là đầm tay, rất là thích. Chứ không phải mà kiểu mà ẹp nhựa dởm hay này kia đâu. Nhựa cực kỳ tốt nha các bạn. Nhựa cực kỳ tốt. Không phải kiểu mà nhựa tào lao ngoài chợ mà mấy cái con siêu nhân gao bán ngoài chợ đâu. Nhựa cực kỳ tốt luôn. Mình thì mình thích điểm mà mình thích nhất ở trên MB này thì là phần lưng. Phần lưng nhìn nó có hai cánh ra rồi nó rất là đẹp, rất là thích. Và tác giả cũng đã làm thiết kế làm cái phần môi xe đã được gấp gọn lại vào trong, thì cũng đã giấu được một phần ở phần bên hông này đây, và phần lưng này cũng đã gọn lại rất nhiều.
rất là đẹp, cầm rất là good, rất là sướng đây. Thì nếu mà một số bạn đã biết rồi ấy, là sẽ biết tới cái em Bumblebee của hãng Quaison có chiều cao tận 28 cm ấy. Thì em này theo mình thì em này nó ok hơn em đấy về bên ngoài, riêng cảm nhận của mình thì mình như vậy. Tại riêng bản thân mình thì mình thấy mình thích cái MB nó nhỏ nhỏ xinh xinh hơn là cái MB nó cao quá. MB mà là cao nó to quá thì nhìn nó không có được gọi là MB nữa, nó không có được cute ấy. Ừ, đúng rồi, mình sẽ cho các bạn coi chiều cao của em này. Thì mình ở đây mình có cái thước này, thì chiều cao của em này là mình đo được là chính xác là 19 cm, là từ phần dưới chân này lên tới phần đỉnh đầu là cao nhất này là 19 cm. Rồi kế tiếp thì trên em này thì theo mình thấy và mình biết được ấy, cho tới hiện tại ấy, thì trên em này có rất là nhiều chi tiết kim loại, nhiều hơn cái em Bumblebee của Quaison 28. Mình chỉ so sánh về em Bumblebee của Quaison thôi nha, tại vì có lẽ là mọi người sẽ quan tâm em này và em đó nhiều hơn là cái em Masterbee của Hasbro. Đấy, tại nếu mà có tiền mà có dư giả thì thôi mua hàng chính hãng luôn đi, Masterbee của Hasbro luôn, chứ đi mua KO làm gì. Mà nếu mà mua KO thì mình chỉ so sánh với KO thôi, chứ mình không thể nào mà mình đi so sánh với hàng chính hãng được, nó khập khiễng lắm. Đấy, thì đầu tiên là cái phần mũi chân ở đây. Phần mũi chân ở đây là bằng kim loại này. Và phần gót ở đây là bằng kim loại. Và cái phần trên đỉnh đầu, phần đỉnh đầu trên đây này, bạn thấy này, phần đỉnh đầu trên đây là bằng kim loại, nguyên một cái mảng ở đây này. Đấy, là bằng kim loại. Và có một cái phần ngay bụng ngay đây nữa. Theo mình là phần này này, cái màu vàng này, bạn có thể thấy rõ đây. Phần màu vàng đây là bằng kim loại này, từ khúc một cái đoạn ở đây này. Bạn nhìn bạn có thể thấy cái màu sơn giữa nhựa và cái màu sơn ở đây, hai cái màu sơn sẽ khác nhau. Có thể trên máy quay nó sẽ nhìn không rõ đâu, nhưng ở ngoài thì mình thấy rất rõ. Cái màu nhựa này thì nó sẽ cái kiểu mà nó vàng vàng khác, còn ở dưới đây cái màu vàng của kim loại nó khác. Đây, và còn một cái điểm ở đây nữa là cái thanh dưới đây là bằng kim loại. Chắc chắn là cái thanh này là phải bằng kim loại rồi, tại khi mà bạn chan từ con robot, từ dạng robot sang dạng xe thì chắc chắn là phải cái thanh này phải bằng kim loại rồi, tại không bằng kim loại thì trước sau thì nó cũng sẽ gãy rồi. Đây, tại khi bạn chan bạn sẽ cầm vào cái thanh này rất là nhiều. Đây, thì mình thấy là so với MB của Huy Giang ấy, 28 cm thì được cái phần mũi, phần bụng và phần trên đỉnh đầu là nó hơn được cái thằng quay chai bằng kim loại. Của quay chai thì nó chỉ có phần gót thôi, phần gót và cái phần ở dưới đây, thanh này bằng kim loại. Và mình nhớ không lầm nữa thì là một cái khối màu vàng này trước này của em Bumblebee của quay chai thì nó bằng kim loại này. Đây, nếu mình nhớ không lầm thì mình chỉ nhớ như đó thôi. Tại hiện tại ở đây mình không có được cái em Bumblebee của Quaison 28 cm để cho so sánh cho các bạn xem được. Thì nếu mà có dịp thì mình sẽ mượn cái MB 28 cm và mình sẽ so sánh cho các bạn xem chi tiết hơn. Đây, thì tổng quan về em ấy là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hơn từ trên xuống dưới nha các bạn. Về phần đầu của em ấy. Đây, phần mặt thì các bạn cũng đã thấy rồi, nhà sản xuất người ta cũng đã làm ra cái khuôn mặt này, ăn tiền hơn nhau ở cái khuôn mặt ấy, là cái mặt tiền đấy các bạn. Thì theo mình đánh giá thì cái mặt tiền của MB này cực kỳ good và tốt rồi đấy, không có gì phải chê được nữa hết đấy. Và còn trên đây lại cái mặt nạ trên đây lại bằng kim loại nữa thì thích cực luôn, riêng bản thân mình thì quá thích luôn đấy. Nhưng mà có một điểm mà mình phải chê đầu tiên ở MB này, đó chính là cái phần mặt nạ.
Và có lẽ đây cũng là cái điểm chê duy nhất ở trong con bi này, đó chính là cái mặt nạ. Mình không hiểu được là tại sao nhà sản xuất làm ra một cái MB có kích thước good như vậy, thiết kế đẹp như vậy, không có điểm nào chê mà làm cái mặt nạ như thế này cực kỳ lỏng lẻo luôn. Bạn có thể thấy này, cực kỳ lỏng lẻo, nó thua xa cái MB của Asia, cực kỳ lỏng lẻo. Và khi mà đeo xuống như vậy này, nó cũng không được đẹp mấy. Với bản thân mình, nói chung là nó cũng good chứ không phải là không good đâu. Đây. Đây. Động cài xuống ngay cái cặp một cái là được rồi đấy. Bạn thấy không? Nó hơi lỏng lẻo một tí, nó sẽ không ngay giữa được, bạn phải canh một tí thì nó mới ngay giữa. Đây. Thì cài vào thì nó vẫn nhìn nó vẫn good, thấy không? Các bạn thấy vẫn good. Đây bên hông của em ấy, nó vẫn good chứ không phải không. Nhưng mà vì bản thân mình thì mình muốn cái này nó sẽ chắc hơn, tại vì khi bạn mở lên mở xuống hoặc là gì đấy thì lỡ nó vô tình cái này mà nó gãy thì thôi buồn, gọi là buồn, gọi là buồn, buồn vô biên luôn, buồn mấy ngày luôn chứ không có giỡn được. Đây ngồi mà dùng keo 502 mà để dán các em này lại thì thôi chắc khóc mấy ngày. Thôi mình để tạm ở cái dạng này. Và mình cũng thích cái mặt của MB này. Cái mặt MB này cực kỳ đẹp và sắc nét. Rồi kế đến là phần cánh tay. Cánh tay thì làm thiết kế rất là đẹp, châu chuốt. Bạn có thể nhìn kỹ ở đây này. Ở đây là có những cái vân vàng đấy, trên cánh tay. Vân vàng trên cánh tay, cả hai bên cánh tay đều như thế, như nhau hết. Đấy, vân vàng trên cánh tay rất là đẹp. Và cái màu sơn của cái phần này này, trên đây cái màu sơn chứ phải không nhựa đó bạn, cái màu sơn kim loại. Mình cực kỳ thích cái con nào mà có cái màu sơn này, nhìn nó rất là đẹp chứ không phải là cái màu kiểu mà mình sở hữu một số con thì cái màu trên đây là cái màu xám xám xỉ xỉ ấy. Nhìn nó kỳ lắm. Còn cái màu này là cái màu kim loại, nhìn vào là thấy giống như là bằng kim loại chứ không phải là bằng nhựa đâu các bạn. Và phần ngón tay thì cũng giống như là MB của hãng khác, thì chỉ điều khiển được ngón cái đưa lên đưa xuống các ngón cái, bàn tay xoay được để mà chỉ điều khiển được một ngón trỏ thôi. Đây. Điều khiển được một ngón trỏ. Rồi xuống tới phần bụng. Phần bụng thì như mình đã nói rồi, thì phần bụng ở dưới đây là có hai bên đây là bằng kim loại, thì nhìn vào thấy nó đẹp hơn hẳn. Nhưng mà nó cũng có một điều là cái màu sơn nó hơi khác, tại vì khi mà sơn lên kim loại nó sẽ khác sơn lên nhựa ở đây, thì cái màu giữa cái màu màu nhựa trên đây và cái màu kim loại ở đây nó sẽ hơi không đồng đều một tí đấy. Nhưng mà riêng bản thân mình thì mình lại thích cái điều đó. Nhìn nó có cái điểm nhấn ngay đây. Ngay đây. Rồi, mình sẽ xuống thiết kế cái phần chân. Phần chân thì em Bumblebee này quá đẹp và đó xuất sắc rồi. Không còn gì để nói nữa. Bạn có thể thấy nhà sản xuất người ta đã làm dấu bánh xe vào trong bàn chân ở đây. Cực kỳ sát phim luôn. Cực kỳ đẹp. Em đây. Bạn có thể thấy rõ phần bánh ở bên trong này. Phần bánh xe làm cực kỳ chi tiết, cực kỳ đẹp. Và cái phần mâm xe ở đây là nhà sản xuất người ta cũng đã sơn lên kiểu kim loại, màu ánh kim loại cực kỳ đẹp luôn. Và hình như là cái mâm này nó bằng kim loại hay sao đấy, hay bằng nhựa ta, mình cũng không rõ nữa, có vẻ là bằng kim loại đó các bạn. Mình sờ và mình thấy nó hơi lạnh lạnh hay sao đấy, hay là do cái thanh này nó bằng kim loại rồi mình thấy nó cũng lạnh, mình cũng không rõ nữa. Các bạn có thể trải nghiệm và nếu mà ai sở hữu em này và biết thì có thể là lại comment giúp mình coi cái mâm này là nó bằng nhựa hay bằng kim loại nha các bạn. Đây.
thì mình đã giới thiệu tổng quan qua về cái chi tiết của MV này. Thì mình sẽ giới thiệu vào phần tiếp theo, đó chính là phần khớp. Yeah. Thì phần khớp của nhân vật đó chính là một trong những yếu tố quan trọng thứ hai so với phần cảm quan bên ngoài. Thì phần trước mình đã nói phần cảm quan bên ngoài rồi, là nhìn con nhân vật, cái mô hình của mình đẹp hay xấu, là ăn tiền ở cái mặt tiền bên ngoài rồi. Thì phần khớp cũng là một yếu tố quan trọng thứ hai của một cái mô hình, và đặc biệt ở đây là mô hình Transformer. Mà để có thể giúp cho mô hình được đứng vững hay không thì đó chính là nhờ phần khớp, đặc biệt đầu tiên là phần khớp chân. Như các bạn cũng đã thấy rồi, khi mà mình xoay như thế này thì con Bumblebee đứng cực kỳ vững. Đây, đây cũng là một yếu tố hơn nằm ở con bi Weishan 28 cm. Như các bạn, nếu mà ai đã từng sở hữu con Bumblebee Weishan của hãng Weishan 28 cm, thì con Bumblebee ấy có một nhược điểm cực kỳ lớn luôn, là phần khớp chân cực kỳ yếu. Mình nghĩ là phần khớp chân đó yếu là một phần là do con Bumblebee đó được làm lớn hơn, được làm big size 28 cm, do phần trên này nó quá nặng đi. Thành ra nó làm cho cái phần chân mình không đủ lực để mình đứng. Và khi mà mình đứng để con bi quay sang 28 cm, nếu ai từng sở hữu ấy, nó sẽ bị chọi ra phía sau thế này. Đấy, khi mình đứng không bao giờ đứng thẳng được như thế này, mà nó sẽ có xu hướng bị chọi ra phía sau, hoặc nếu cố gắng thì mình sẽ bị chọi ra phía trước. Còn riêng em này thì không, cực kỳ vững luôn các bạn. Đây, thì đây là một điều mà mình cực kỳ thích hai MV này. Và một số khớp của nó chắc tới nỗi mà mình còn phải nới lỏng ra, dùng vít này để mình nới lỏng ra. Tại mình sợ là nó chặt quá thì khi mà mình thao tác, mình thực hiện cái tư thế action đấy, thì có thể làm hư hỏng, hư gãy cái khớp này. Thì khi mà nó gãy rồi thì chắc là mình buồn, hơi bị buồn, buồn hơi bị lâu ấy. Mà chắc có thể là mình sẽ không có thể làm review cho các bạn xem được nữa. Đây, thì mình sẽ test các khớp cho các bạn xem từ trên xuống dưới. Thì đầu tiên là khớp đầu của MB này, thì khớp đầu này cũng cực kỳ chặt nha các bạn. Mình có thể bẻ qua trái, bẻ qua phải. Đây, cực kỳ linh hoạt, đưa lên, đưa xuống, không gặp bất cứ trở ngại nào hết. Kế đến là phần tay. Phần tay thì mình có thể đưa lên, đưa xuống. Ở khớp ở đây mình có thể đưa tới, đưa lui 360 độ. Tại khớp này là khớp cầu, khớp đinh tán mà bạn. Thì mình có thể đưa ngang ra. Và như mình đã nói, khớp cực kỳ chắc luôn. Và mình bẻ ở đây và mình còn sợ nó gãy ấy. Đây, ốc con, nó có một con ốc ở đây phía sau, và mình con ốc này mình chưa nới lỏng ra được. Bạn thấy thấy đây, mình chưa nới lỏng ra ốc ở đây, và nó cực kỳ chặt như các bạn thấy, nghe tiếng rít của nó rồi. Đây, và đây là khớp tay. Khớp tay cũng là khớp vít. Đây, mình có thể đưa lên, đưa xuống. Đây, các bạn có thể nghe thấy tiếng rít của nó. Và có thể xoay qua xoay lại. Bàn tay thì mình có thể xoay qua xoay lại. Đây, thì như mình đã có nói rồi, tay thì có thể cử động ngón tay linh hoạt. Đây, cực kỳ linh hoạt. Còn về khớp chân thì khớp chân cực kỳ tốt rồi. Đây, bạn có thể nghe thấy tiếng nảy tạch tạch, cực kỳ tốt. Thấy không? Đây, cực kỳ tốt và chắc luôn, hoàn toàn không gì hết. Mình có thể lắc, bạn có thể thấy hoàn toàn không chọi. Đây, cực kỳ tốt. Và phần khớp gối này cực kỳ chắc. Thì mình khuyên các bạn là bẻ phần gối này cũng nên, khi mới mua về cũng nên cẩn thận. Tại phần gối này rất là cứng, khi mới mua về mình mở hộp ra mình bẻ thì thấy rất là cứng.
nên các bạn có thể bẻ từ từ, tại mình sợ có thể là nó sẽ làm ảnh hưởng tới khớp này. Gãy thì nó chắc chắn nó sẽ không gãy đâu, nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng một phần nào đấy. Đây, bạn có thể nghe thấy tiếng kêu cạch cạch. Và phần trước này thì mình có thể xây qua, xây lại phần mũi chân này, và phần kim loại ở đây mình có thể đưa lên đưa xuống một tí để giúp thực hiện cái tư thế action tốt hơn. Đây, đưa qua đưa lại thì không được. Còn phần eo thì mình có thể đưa qua đưa lại, phần eo mình có thể xoay qua xoay lại cực kỳ linh hoạt. Và sau đây mình cũng sẽ nói thêm về phụ kiện của MB này. Thì chắc chắn là không thể nào thiếu một cây búa của em rồi. Đây, cây búa này được thiết kế khá là to. Thì theo mình thì cây búa này thiết kế như thế này là cực kỳ thích hợp với MB này. So với MB quay trang 28cm thì cây búa của MB ấy, nó sẽ cầm lên nó rất là nhỏ, nhìn nó không có được cân xứng. Đây, còn cây búa này thì bạn có thể thấy so với chiều cao thì nó bằng một phân nửa, chiều dài bằng một phân nửa hơn luôn MB này. Nhưng mà mình thấy cái phần đầu này nó hơi nhỏ một tí. Nếu mà cái phần đầu này nó sẽ dài ra một tí, to hơn một tí thì mình sẽ thích thích hơn. Đó là riêng bản thân mình thì mình thích như vậy. Đặc biệt trên cái búa này nó có cái khớp nhỏ ở đây. Đấy, để mình có thể cài vào bàn tay nó để cho cầm vững hơn. Nó khác với cây búa của MB Weizhang 28cm. Thì MB đó thì không có được cái phần này, mà thay vào đó nó sẽ có một cái rãnh, nếu là nhớ không lầm thì sẽ có cái rãnh nhỏ và hũng vào trong và để cái bàn tay cầm vào đó. Đấy, thì bây giờ nhà sản xuất Yushin người ta đã làm một cái rãnh ở đây để cho mình cài cài hẳn vào cái bàn tay. Đấy, thì cầm nó sẽ vững hơn. Kế đến là một cái súng. Đây, thì đây là một món không thể thiếu của MB rồi. Đây, thì bây giờ mình sẽ gắn cây súng nào vào tay cũng như cây búa cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ mở cái nắp này ra, rồi mình sẽ làm bàn tay thành hình nắm đấm. Đây, rồi mình sẽ xoay lại qua như này, đưa cái mu bàn tay lên. Đây, đưa mu bàn tay lên rồi mình để vào. Xin lỗi này. Mình sẽ đưa cái mu bàn tay vào đây. Đây, rồi còn cái súng. Đây, cái súng đây. Cái súng mình sẽ gắn vào đây. Ở đây các bạn sẽ thấy ở đây có một cái rãnh nhỏ ở đây, cái khớp ở đây. Đây, là các bạn cài vào. Thì theo kinh nghiệm của mình ấy, thì cái khẩu súng này trên đây nó sẽ có cái phần tròn ở đây này, các bạn có thể thấy. Thì mình sẽ hướng cái phần đó vào cái phần rãnh đây này. Mình sẽ cài nó sẽ vào dễ hơn. Đấy, một phát ăn ngay. Rồi cái hông này mình sẽ thấy đấy, ở đây nó có cái khớp thì mình phải bấm lại hơi khó khăn một tí, do mình vừa quay ấy, mình vừa quay vừa làm thì nó sẽ hơi khó khăn một tí. Và cái súng này cái khớp nó cũng cực kỳ chặt nha các bạn, chứ nó không lỏng đâu. Khi bóp lại thì nó sẽ hơi chặt một tí, các bạn cứ mạnh tay bóp vào sẽ không sao đâu. Lúc đầu mình cũng không dám, đầu tiên sau khi bóp vào nó sẽ sát như thế này. Và ở đây có hai phần lỗ nhỏ, trên đây sẽ có hai phần lỗ, thì các bạn cũng sẽ đóng hai cái lỗ này vào đây. Đây, mình sẽ làm như sau, mình sẽ để canh ngay đây trước vào lỗ trước, và mình sẽ nhấn xuống. Thì đầu
Mình cũng không, đầu tiên mình cũng không dám nhấn đâu, nhưng mà các bạn cứ mạnh dạn đi, cài nhấn mạnh nó xuống thì nó sẽ vào thôi. Đây rồi, mình sẽ đổ anh xuống MP. Chú 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 chú. Kế đến là phần búa, mình sẽ gắn vào tay bên đây, mình sẽ đưa ra cho các bạn thấy. Thì trên bàn tay của MP này nó sẽ có vài lỗ, các bạn có thể thấy vài lỗ ở đây. Thì mình không rõ là tại sao nhà thiết kế làm nhiều lỗ vậy, để cho gắn cái này vào hay sao mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà khi mình gắn vào đây thì mình thấy nó hơi bị quẹt. À không, à mình thấy rồi, ở trên cái bàn tay này nó có một cái chấm này các bạn. Hay là mình sẽ gắn cái này vào đây. Mình cũng không rõ được. Đây. Đây, trên đây nó sẽ có cái chấm, cái lỗ ở đây. Các bạn có thể thấy trên đây có cái lỗ, thì mình sẽ cài vào đó. Riêng mình sẽ cài vào đó, còn nếu bạn có cài, mình thấy ở đây nó có cái lỗ, trên đây có cái lỗ, thì mình nghĩ là nó sẽ cài cái này vào, nhưng mà cài không được. Đấy, nên mình sẽ cài vào đây. Hơi khó khăn một tí. Rồi, cài được rồi. Đây này, thì khi cài vào cái ngón tay bên đây, bạn sẽ thấy cái ngón tay bên đây nó sẽ có hình hơi xấu một tí. Mình cũng không rõ là mình làm đúng hay là không. Này, nhưng mà mình thấy mình làm vậy cũng rất là tuyệt. MP này, đây, bạn có thể thấy rõ. Yeah. Này, cũng rất là tuyệt. Vậy là mình đã giới thiệu xong về tổng quan của MP này, từ thiết kế cho tới màu sắc và các đặc điểm chi tiết ở trên MP này, cũng như là khớp trên MP. Thì tất cả mọi thứ đều tốt, good hết, không có gì chúng ta phải chê được nữa. Thì kế tiếp mình muốn so sánh kích thước của MP này với một số dòng sản phẩm khác. Đây, thì ở đây mình có sẵn một em là S03. Thì em Optimus là S03 này chắc là em Optimus được rất là nhiều bạn yêu thích và ưa chuộng. Thì các bạn sẽ quan tâm MP này với em Optimus này sẽ có kích thước như thế nào. Thì đây mình đã có sẵn, thì mình để zoom ra một tí để cho các bạn xem. Đây, thì như là mình đã có giới thiệu ở đầu clip rồi, thì MP này có kích thước là 19cm và em Optimus phía sau có kích thước là 30cm. Vậy thì MP này mình tính từ phần chân cho tới phần đầu, thì chắc MP này sẽ đứng được tới thắt lưng của em Optimus thôi. Thì đây là một chiều cao cực kỳ lý tưởng đó. Theo mình là MP này có kích thước như vậy là quá ổn rồi, mình không thể nào mình đòi hỏi hơn được về một MP như thế này nữa, theo sát phim hay là gì nữa. Đây, thì bây giờ mình sẽ để em Optimus qua một bên. MP ở đây. Thì sau khi mình đã giới thiệu sơ lược xong từ tổng quan cho tới khớp và về kích thước của MP này, thì chắc bây giờ các bạn cũng đã có cho mình được những lựa chọn và những quyết định là có nên rước MP này về hay là không, có nên sở hữu MP này hay là không. Thì theo riêng bản thân và cá nhân của mình thì các bạn nên mua MP này. Tại vì một thiết kế quá là đẹp, màu sắc quá là đẹp, khớp quá đẹp, thì chúng ta không có lý do nào mà chúng ta không nên sở hữu một MP này như thế này, đúng không các bạn? Đấy. Thì với quan tâm về giá tiền nữa, thì MP này có giá tiền là chỉ tầm khoảng 800 ngàn thôi. Chỉ tầm khoảng 800 ngàn là các bạn đã có được một MP cực kỳ đẹp và tốt như thế này rồi. Thì các bạn nếu muốn sở hữu MP này thì mình đã có để phần link shop mình đã mua MP này ở dưới phần mô tả. Thì các bạn có thể xem và đến shop ấy và có thể rước ngay một MP này về nhà. Đây,
Vậy là mình đã kết thúc phần review về em Bumblebee này. Nếu các bạn cảm thấy clip này hay, tốt thì các bạn đừng quên để lại một like, một share giúp mình nhé. Và đừng quên là để lại ý kiến cá nhân là về clip này là có điều nào chưa tốt và điều nào tốt cần cải thiện thì các bạn để lại bình luận góp ý giúp mình. Mình cảm ơn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye!